Rồi Nghe Huyền hứa không? Tiên xin chào quý ông bà cô chú anh chị ha, đang quay trở lại với kênh của Huyền Tiên. Rau mà ước này cũng sao đâu, mai lần nào mình cũng dở ra nhà mà không sao đâu, tại vì anh Toàn ảnh bơm nước sơ ý cái vụ ngang. Gì anh? Vệ sinh hả? Theo thông tin làm của cho đại mộ gia cậu Mỹ đẹp Lâm hay là Thúy vệ Anh sinh? thì tại mộ chú vừa qua có một cái cơn mưa rất là lớn nha, báo cấp báo mà mưa ở mộ chú thôi phải không, không? Các cô chú Dưới chị xung mưa quanh mưa rất mộ lớn luôn, nhưng của mà cô chú xung chỉ quanh tại mộ chú thôi. Bây giờ mà Lâm hết quay một vòng cho bà con cô bác nguyên xem nhân nè tạo nha, đó, nguyên nhân tạo. Hiện tại thiệt hại nhiều nhất là ơi chị ơi, mình lấy đồ mình xịt ở đây trước rồi đem cảnh rồi cho nó tươi ngày mai nữa. Không biết được cái này hồi nãy nó mưa nước hết cái đó em chì lại đó. Nhan ướt. Đang chì lại. Rồi bây giờ lao dọn trước khi ra về. Thôi bữa nay không ăn dép kia, dép kia là nó như tao bị tin luôn. Thì anh nội hay cho nó à? Ủa sao ăn ngấu nghiến cái gì vậy à? Thì bữa anh cũng cha con, bữa anh cha con mới bắt bẻ. Thôi mình làm đây đi, không cha con nó đẩy dù tháo dù còn năm đi rồi đó kỳ không cha con nhậu đây tại mộ chú lên có mưa nhân tạo. Để đi chân người ta không qua đâu. Đó. Mình công nhận cây như cây em, hai cây nó dính dây trang luôn á. Công nhận ba cây của em cây em đó kìa. Chỉ cao như nhau luôn á. Vô cái chân này nó cao chứ đúng ra em lấy chân dính nhanh là ba cây như nhau á. Rồi cũng cảm ơn chị Thu á, chị Thu tặng đó. Con là thằng hai đi nữa. Cái đợt đó chị Thu tặng em một mớ đồ lau nhà nữa. Đúng rồi. Cho mấy cây lông nhà. Cái cây lông nhà. Hè làm bóng đèn. Không có khi mà mình cầm cái cây đó là nhớ tới chị Thu ha. Vậy là tính là chị Thu hay ha, chị Thu tặng cái cây mà luôn đầu theo tiên bên mình. Là áo tím, cái áo mình đặt là của chị Thu là đầu tiên, cái áo màu trắng đó là đầu tiên. Áo màu trắng. Rồi cái tới thấy màu tím luôn. Gì vậy? Tiên kia. Cái chị gọi cho anh. Rồi đặt đầu tiên là 30 cái à. Anh đặt có mấy cái cho đủ mấy anh em mình à, sao mới đặt thêm nữa. Thì Thanh Long mới xin thêm ba cái áo màu tím. Dạ này thấy chị Thanh Long hình như không lên lâu. Rồi xong luôn. Rồi. Ê mà sao ông ho hả? Ông ho là phải ông không ông. Được không? Em chặt em chặt. Bệnh bữa chưa hết hả anh? Bệnh lỗi hả? Vậy à, sao? 90 ngày hả? Giờ em qua bệnh giờ em thắp nhang này nè, em nói giờ mô di Phật hôm nay là ngày mấy tháng mấy, con tên gì? Chết. Con tên YouTube là gì vậy gì đó. Đúng rồi. Con thành tâm thắp ba nén hương cầu cứu với cô Hinh Nhân Phật thời con bị chú sư quýnh gậy rồi đó. Bây giờ giờ mong mong cô linh thiêng độ cho chú. Đậu cho chú, chứ qua đậu cho con. À, nói với nói là con lỡ đậu cho con, lỡ con lỡ cho con, lỡ cho con. Nhưng đậu cho chú. Con tha con nha cho con. Rồi con nhỏ. Rồi em đi qua bển đi. Là sao con vậy nữa? À, rồi. Đó là sao con không con? Nói gan anh gì đó. Gái tôi là chú thì gửi cho. Hãy tận tâm nha.
Thơm tâm nha. Ừ. Thấy mặt cái cân cân riết riết như không biết thành công như Hải cũng vui em phải nói là mai mốt con không có dám như vậy nữa không dám nữa. Ừ. Rõ ta cái video này ta đen hối lỗi mà chị chị nói vậy chú nghe thì sao rồi nóng nha coi chừng nóng anh lấy nào đúng một tháng đâu. Ủa, ủa anh đi không bây giờ điện thoại qua hả? Anh mới xách vô mà. Điện thoại nó tự động nó di chuyển được mà. Thầy không, nhưng mà mọi chuyện em đang vẫn bình thường rồi đúng không? Đang ngoài nó mất điện trước không ai xem á. Nhưng mà gửi đi xích cho em là ủa ông gửi lại cho em. Mới đi giúp cho em. Suy nghĩ cho kỹ nghe con trai, kẻo không mai mốt thì không mà có. Đúng rồi, cái đợt Hải nó lúc mà không quay mẫu xuống Vũ Linh nè. Cũng có chấp đúng không? Đâu có nhiều view đâu, mà từ khi quay quay đầu phải quay đầu mới được. Quay đầu. Em lấy đèn, anh lấy đèn chưa? Em lấy đèn nha. Quá trời nên đi lấy đèn. Mấy anh lao đi em. Cái gì chị? Cái này vô tay chị. Em đổ lên cho chị. Đổ miếng nước dài chị mới nó thay nước. Nè mạnh lên nè. Bà đổ mà bà kêu mình né né ra đi. Bà đổ một cái nó vô mình. Bà kêu sớm sớm chút. Được không? Dây ướt nhẹp luôn đi. Một sườn hoa bay nơi một đèn chi mê nhau. Gì anh? Vũ gì? Vũ gì hả? Em tính làm gì hả? Hải bây giờ hả? Mặc áo cho giống tim mình luôn. Ghê vậy? Nhưng mà để thêm ở dưới là 2024 nha. Ờ. Oh, wow. Chơi vậy là hơn mình rồi. Chơi vậy sức kỳ chơi. Không phải là hơn cô gì mà mặc để cho cậu phù hộ cậu chị cho tay qua này khỏi. Ôi. Anh nói là giờ tim. Mà anh còn phải là nhắn câu là nói là cho con xin phép mặc đồ áo của chú. Thấy không? Bây giờ chú độ thắp nhang cho cậu đi là qua thắp nhang của anh rồi vậy là rồi xong luôn cũng vừa xong luôn hả à? À, tính heo Hải luôn không quá chèn hả đó em nghĩ là sạch sẽ lắm rồi cô chú. Sạch sẽ lắm. Nó làm như mẫu đẹp, như mẫu đẹp chứ mà sạch sẽ. Không có để là chọn đi sinh là đúng rồi đó. Đấy, giờ coi chú nữa. Lau lau cái này là mấy ông mà hay hay gà. Đâu đúng. Mấy ông làm này hay lắm đó. Món nào? Món gà. Không nói, không nói. Làm lại coi. Giật tiếp đó hả? Cái này nó yếu lắm nha, cẩn thận nha. Đây nè.
Không cô sao? Trước thằng ấy nó làm gãy rồi đó. Có con nhảy chu đây đã, con đây nè. Bên kia. Con đây. Bên đây nè. Muốn nhân tạo hả? Đi bên đây đi, không qua bên kia máy. Mấy quy này làm như là không lao chim đóng là sao á? Anh kim quậy đặng xin cứu anh đèn bỏ qua gỡ gậy chưa? Hả à, chưa? Đốt rồi. Bởi người ta nói là phải có nhu, phải có cương đó. Cương thì không thể nào mà hẳn nhu được, cho nên mình phải nhỏ nhẹ vậy ha. Đúng không? Thôi giờ để em nè. Giờ vậy nè. Nhìn. 24 đúng không? Trên 5 dưới 24. Vậy hy vọng rằng là chú xem được cái video này của anh em rồi quan nghĩ giùm tết rồi nhất rồi chia sẻ có những anh có view gì mấy cho kiếm tiền còn nuôi gia đình nữa. Mà thấy dòng sao anh em? Không cái bình này rồi đến đây thì 16 hết Bình Dương xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả bà con cô bác cô chú anh chị rất là nhiều. Cô chú anh chị buổi chiều ở một cô chú Vũ Linh ha. Bây giờ Tiên cũng xin tạm dừng video để ra về, thì sáng ngày mai là sẽ tiếp tục ở một cô chú Vũ Linh ha. Ngày mai là thứ bảy thì sẽ đến sớm hơn những ngày trong tuần thì bé nghỉ ha. Bây giờ Tiên xin chào chúc cô chú anh chị có một buổi chiều vui vẻ nha.